Đền thờ Thánh Mộ ở Jerusalem được mở cửa lại từ 24 tháng 5. Sau 2 tháng đóng cửa từ ngày 24 tháng 3 vừa qua do đại dịch virus corona, đền thờ Thánh Mộ ở Jerusalem được mở cửa trở lại cho các khách hành hương kính viếng từ Chúa Nhật 24 tháng 5. Đền thờ Thánh Mộ cũng được gọi là đền thờ Chúa Phục Sinh. Theo truyền thống Kitô giáo, đây là nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh, được an táng và sống lại. Đền thờ phải đóng cửa từ ngày 24 tháng 3 như là biện pháp ngăn ngừa sự lây lan virus corona. Lần cuối cùng đền thờ phải đóng cửa trong thời gian dài là do trận đại dịch vào năm 1349. Trong tuần thánh năm nay, lần đầu tiên các nghi lễ được cử hành trong đền thờ đóng cửa, không có giáo dân và được truyền chiếu trực tiếp trên mạng Internet. Giới hạn 50 người vào đền thờ mỗi lần. Trong thông cáo chung, ba vị đứng đầu ba cộng đoàn coi sóc đền thờ Thánh Mộ, cha Patton bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, Đức Thượng Phụ Theophilo Đệ Tam của Giáo hội Chính thống Hy Lạp ở Jerusalem và Đức Thượng Phụ Nathan Manoujian của Giáo hội Chính thống Hy Lạp Armenia thông báo đền thờ được mở cửa từ 24 tháng 5 và nhấn mạnh rằng vì lý do an toàn và để tránh nguy hiểm tạo nên sự lây truyền COVID-19 lần nữa, ban đầu chỉ 50 người được vào đền thờ và chỉ những người không bị sốt và không có các triệu chứng nhiễm virus và mang khẩu trang mới được vào nhà thờ. Giữ khoảng cách 2 mét và không đụng chạm các tượng ảnh. Các tín hữu hành hương cũng cần tuân theo luật, giữ khoảng cách an toàn xã hội, cách nhau ít nhất là 2 mét và tránh bất kỳ hành động tôn kính nào có thể có sự tiếp xúc thể lý như chạm và hôn các tảng đá, các ảnh tượng, các tường và nhân viên của đền thờ, cũng như luôn tuân theo các hướng dẫn. Mỗi người ý thức để bảo vệ chính mình và người khác. Trước đó, ngày 21 tháng 5, Adep Jawad Juden Al-Hussein, một tín đồ Hồi giáo, được trao nhiệm vụ giữ chìa khóa của đền thờ Thánh Mộ, đã nói với hãng tin của Hội đồng Giám mục Ý là các giáo hội địa phương đã vui mừng đón nhận tin tức với nhận thức rằng mỗi người sẽ được mời gọi thực hiện phần của mình để áp dụng các biện pháp an toàn để giữ cho đền thờ được mở và bảo vệ khách hành hương và tín hữu.